Nếu mà có thể nhận định thì đây là hai cái cánh cửa phải chống cháy, phải có thể nói là nếu mà chưa khủng nhất Đông Nam Á thì có thể gói là khủng nhất Việt Nam đi. Bởi vì các bác có thể nhìn thấy cái diện tích của cửa rất là lớn. Như cánh cửa bình thường như này là 75 và cái cửa này nó rơi đến 1,2 m. Rồi, ok, xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông quân sự Thất Bảo Long và tôi là Nhật Nam. Hiện tại thì bên cạnh tôi đây đang là hai cái cánh cửa sử dụng những cái vật liệu chống cháy 100% đấy, mà trong khoảng thời gian vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu lên rất nhiều. Thì hôm nay anh em bên xưởng nội thất Bảo Long đang vừa hoàn thiện gọi là hoàn thiện xong cái phần thô của cái cửa này. Đấy, thì như các bác thấy đây. Nếu mà có thể nhận định thì đây là hai cái cánh cửa phải chống cháy, phải có thể nói là nếu mà chưa khủng nhất Đông Nam Á thì có thể gói là khủng nhất Việt Nam đi. Bởi vì các bác có thể nhìn thấy cái diện tích của cửa rất là lớn. Đâu, để em cho em đo luôn cánh này. Hai cánh bằng nhau đúng không? Hai cánh bằng nhau thì riêng cái cánh để đây đo xem là chiều cao. Chiều rộng của nó là 1,2 m. Đây xem nào. Chiều dài kinh lắm đây. Ui giời. Cô cái cánh này chiều cao của chiều rộng của nó là 1,2 m và chiều cao của nó là 2,1 m. Đây, so sánh với một cánh cửa bình thường thì những cánh cửa bình thường á, đây em đo khuôn bao bên trong nhá. Khuôn bao bên trong của một cánh cửa bình thường thì nó chỉ rơi vào khoảng từ 70 cho đến 90 phân thôi. Như cái cửa này thì chắc là sẽ rơi vào khoảng 90 phân này. Đây. À. 75. Như cánh cửa bình thường như này là 75 và cái cửa này nó rơi đến 1,2 m. Đó, ok. Thì đây là một đơn hàng của một anh khách bên Đài Loan đặt hàng công ty Bảo Long, thì anh ấy đặt cả một, tức là anh xây dựng full phòng luôn, và trong đấy thì anh đang yêu cầu làm hai cánh cửa nó lớn như thế này. Nói chung là về cái quy trình làm cửa thì nó cũng không có khác biệt nhiều so với cả những cái cửa bình thường. Đấy, chỉ có một cái phần đặc biệt ấy là với cái cánh cửa này thì anh ấy không dùng tấm huỳnh. Như các bác có thể thấy là cửa karaoke chúng ta sẽ sử dụng những cái tấm huỳnh đã được dập sẵn những cái hoa văn trang trí như thế này. Đó, còn đây lại với cái cửa này thì anh ấy chơi lớn hơn. Rồi, anh ấy không dùng tấm huỳnh nữa mà anh ấy sử dụng là những cái phần inox này. Đây, anh ấy yêu cầu là thiết kế ra những cái phần inox dạng xương cá như thế này. Đó, cũng gọi là tạo một cái điểm khác biệt, tạo cái điểm nhấn nó gọi là có gì đấy nó đặc biệt hơn so với cánh cửa bình thường. Đấy, trên này thì bên công ty em đang sử dụng thêm cả những cái phần inox sóng nước nữa, 3D sóng nước nữa. Đấy, nên là cái cửa này khi mà chúng ta mà lên đèn ấy là sẽ rất là đẹp, rất là lung linh này. Đó, riêng cái cửa này nhá, thì như em ấy, em sẽ có một cái phần tư vấn cho anh ấy nữa là với những cái sóng này, với những cái phần sóng này thì anh ấy hoàn toàn có thể là làm theo cái dạng là tên quán, hoặc là anh ấy muốn làm theo tên một ai đấy, ví dụ như em tên Nam thì em sẽ làm những cái sóng này nó theo dạng chữ N Am Nam chẳng hạn. Đó, thì cái cửa chúng ta nó sẽ có một cái phần nó ý nghĩa và nó hay hơn. Đấy, còn với cái dạng này thì em vẫn chưa biết là nó có đi theo tên hay không. Hình như là không đi theo tên lắm đâu. Đấy, nên là nếu các bác mà đang mong muốn xây dựng những phần cửa như này thì hoàn toàn có thể tham khảo và hoàn toàn có thể liên lạc với bên em để bên em có thể thiết kế cho chúng ta những cái phần cửa mà có điểm nhấn nó khác biệt hơn. Đấy. Còn về tất nhiên rồi, cái cửa này thì nó vô cùng nặng luôn. Đây, đang bên em đang tính toán cái phương án vận chuyển cho anh ấy, chắc là hôm nay sẽ phải dùng cả máy nâng để vận chuyển cái cửa này lên. Bởi vì là ngoài cửa ra thì chúng ta còn nguyên cái khung bao này nữa. Đây, khung bao của nó đây. Đó. Và với phần cửa này thì cũng phải dùng sử dụng bản lề nó chắc hơn các bác nhá. Ok, rồi. Vừa rồi là một vài cái chia sẻ nhanh của em về cái công việc và về cái những cái tấm cửa cách âm chống cháy 100% mà bên em đang xây dựng. Đấy, còn đây đang không khí làm việc cuối năm, tháng 11 gần tháng 12 rồi. Đấy, thì không khí làm việc cuối năm của anh em trong xưởng cũng đang rất gấp rút để hoàn thiện những cái đơn hàng cho các bác. Ok, các bác có bất kỳ thắc mắc gì thì có thể để lại bình luận ở phía dưới video, hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp đến số hotline là ok, đấy, một không khí làm việc rất là sôi động đúng không ạ?
Ok, các bác có thể gọi điện thoại trực tiếp đến số hotline là 0931 252 333 thì đội ngũ bán hàng công ty sẽ tư vấn cho các bác chi tiết và cụ thể nhất. Rồi, các bác đừng quên để lại cho Nội thất Bảo Long một like, một subscribe để có thể đón chờ những cái video hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Rồi, Bảo Long đem lại giải pháp đầu tư hiệu quả nhất.